Nè, bộ đi phỏng vấn ra sao rồi? Lại rớt nữa hả? Đừng hỏi nữa. Mình vừa tìm được một trang web rất là hấp dẫn. Quá đẹp đúng không? Nhìn là mê liền. Thôi nha, bộ không nhớ hôm qua đã nói gì với mình hả? Mình mà còn đi mua sắm một lần nữa thì mình sẽ là em của con chó Harry. Bộ nói đi mua sắm nữa sẽ là em của con Harry mà. Thì Harry là một con chó nhưng làm em nó thì cũng được mà. Trời ơi, chỉ vì một cái túi xách mà có thể nhận làm em con chó thì bó tay với bộ luôn. Mấy giờ rồi mà còn đánh răng nữa? Hôm nay em có lịch thi phải không? Bây giờ là mấy giờ? Chỉ là một kỳ thi thôi, em không cần phải bận tâm như vậy đâu. Em nhận ra mình bất tài quá. Em thấy em sống trên đời này uổng lắm. Anh thấy em cũng chăm chỉ đó chứ. Chăm chỉ? Rồi chăm chỉ đi mua sắm. Giờ lại tới chuyện chăm chỉ nữa sao? Anh giỡn thôi mà. Alo. Phải. Ai vậy? Inna hả? Giỡn gì mà dai quá. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Ủa, em sao vậy? Em xin được việc làm rồi. Mừng quá. Chúc mừng em nha. Chúc mừng bồ cuối cùng đã tìm được việc làm nha. Cắn đi. Dạ. Lên đi. Anh nói là có ca phẫu thuật mà. Anh chỉ ghé qua một lát. Mai là ngày đầu tiên, anh rất muốn đưa em đi làm nhưng cũng không được. Anh bận gì chứ đâu phải là anh đi chơi đâu. Tặng em. Cái gì vậy? Đây là bóp đựng danh thiếp. Em sẽ cần nó đó. Nếu như có danh thiếp, em sẽ đưa cho anh đầu tiên. Đó là công ty phát hành sách tiếng Anh phải không? Dạ. Chúc mừng giỏi quá. Ngày đầu tiên không được đi trễ đó. Yes sir. Nè, làm tốt nha. Lần này mình quyết định sẽ chăm chỉ hoàn thành công việc tốt đẹp. Cố lên. Tạm biệt mọi người. Xin chào sếp. Các bạn có biết tại sao chúng tôi chọn các bạn không? Thực chất ở đây không có bạn nào thông minh hết. Ngược lại, chúng tôi đánh rớt rất nhiều lần nhưng vẫn kiên trì nộp đơn. Chúng tôi muốn các bạn biết rằng nơi đây là con đường cuối cùng rồi. Dạ. Dạ. Được rồi, cuốn sách này, số lần mỗi người phải làm ra là 300 cuốn. Chỉ cần các bạn bán hết trong tháng này là được. Chúng tôi trúng tuyển vào bộ phận kế hoạch giáo dục tiếng Anh mà. Ở đâu cũng có luật hết. Nếu các bạn không muốn làm việc này thì cứ đi ra. Xin lỗi anh tới trễ. Hôm nay đi làm ngày đầu tiên, xin em phát biểu cảm tưởng. Vì là ngày đầu tiên nên em cũng cảm thấy hơi lúng túng một chút xíu. Em chỉ khiêm tốn nói đến đây thôi. Ai, em khiêm tốn quá ha. Tối nay mình ăn gì cho hoành tráng đi anh. Em sẽ đãi anh. Em lãnh lương rồi hả đãi? Hôm nay anh đãi coi như chúc mừng. Chà, bất ngờ quá. Không ngờ cô trụ lâu ghê. Cũng đâu có than thở với em. Ừ, không nghe than thở. Ai, con gái gì mà ăn như hạm vậy? Ăn từ từ thôi. Húp canh nữa nè. Tay em sao vậy? Tay em sao? Chắc từ tối hôm qua em giỡn hết quá trứng. Ngồi đó đi, anh đi mua băng. À, thôi mà. Hôm nay em lại ăn bám anh nữa ha. Ngày mai em sẽ đãi anh thật hoành tráng. Ngày mai anh bận trực. Vậy em hẹn anh lần sau ha. Anh đã nói là ăn chậm chậm thôi mà. Anh đã đổi giờ trực để gặp em nhưng không liên lạc được. Hình như là mọi người đã quá coi thường công việc. Bạc Môn Su, đi ra he, bước qua một bên. Mấy người đang làm cái trò gì vậy hả? Trong một tuần mà chỉ bán được cái 10 cuốn sách là sao? Bộ thần kinh của mấy người có vấn đề rồi hả? Bây giờ sẽ quấn lì thần kinh. Nằm xuống hết đất. Tất cả đã chuẩn bị chưa? Dạ. Thần kinh. Thống nhất. Vừa nghe, nói lớn lên. Thống nhất. Ai vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Anh là ai mà có thể lôi em hết chỗ này tới chỗ khác như vậy? Em cảm thấy hứng thú khi làm việc ở một công ty rác rưởi này hay sao? Chỉ có cái công ty rác rưởi này mới chịu nhận một con người như em thôi. Như vậy không có nghĩa là em phải làm tôi mồi. Anh nói đúng. Đối với những người giỏi như anh thì anh đâu có biết. Đây là nơi đầu tiên cũng là nơi duy nhất cho em một công việc. Cũng đâu bắt buộc phải theo làm, mặc cho họ đối xử tàn tệ chứ. Với những bằng cấp mà em đang có, em chỉ đủ điều kiện xin vào những công ty như vậy mà thôi. Là lại cướp đi cơ hội của em. Anh đi đi, em còn phải ra làm việc nữa. Thank you.
cũng nói là em không kiên nhẫn, nên lần này em cố gắng bám trụ thật lâu và làm thật tốt. Em ráng chịu đựng và không than thở, chỉ mong một thời gian sau mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ vậy thôi. Vậy rồi cuối cùng em đã lấy tiền bán giày để đăng ký đi học và mua sách sao? Thì vậy đó. Vậy học xong gặp nhau một chút nha. Ừ, dạ. Julian, cậu xong chưa? Đã trễ giờ rồi đó. Xong rồi thưa madam. Cô ơi, đợi con một chút nha. Con chở ra chặn xe buýt luôn. Ừ. Bye, tạm biệt cô nha. Còn nhà mọi người nha. Đi nha, bye mọi bye. Người vui vẻ. Đi hết trơn rồi, nhà vắng vẻ quá. Cũng vắng thiệt. Cuối tuần rồi không đi gặp ảnh hả? Nhưng ảnh đi nghỉ mát rồi. Có gì để chơi không vậy? Có gì đâu. Cứ nghỉ cuối tuần thì có thể gặp nhau. Vậy mà anh ấy lại đi du lịch. Thiệt tình. Cô ơi. Xin chào. Dạ, tôi là cháu của cô Kim Cha Ốc. Cuối tuần không hẹn với ai, bỗng dưng cậu nhóc này tới với nụ cười làm tan chảy tuyết mùa đông. Cô ra ngoài rồi hả? Tôi tính lắp cho cô máy phát điện. Lắp máy phát điện hả? Nó là một loại máy phát điện đơn giản, chỉ cần đạp như xe đạp. Là sinh viên đúng chứ? Dạ, năm 2. Tôi đã tốt nghiệp rồi, còn cô ấy thì học ở... Chị bị nghẹn phải không ạ? Không, bị hết hơi thôi. Mình xưng hô là chị em đi nha. Được. Vậy em đi vệ sinh một chút. Nè, thằng nhóc đó đẹp trai ghê hả? Hồi nãy mình đã thấy hết rồi. Khi bồ cười hả, đôi mắt sáng rỡ, tiếng chị làm cho bồ bị mê mẩn rồi còn gì. Đã lâu lắm rồi, đâu có ai kêu mình bằng chị. Nè, mình đói bụng quá, hay là xuống bếp nấu cái gì ăn đi hả? Lấy thêm tương ớt nữa. Quần áo em để ở đằng kia, em xin phép qua lấy nha. Tại đây ngay khoảnh khắc này, hai ngày cuối tuần buồn chán đã tràn đầy thú vị. Có thấy em ăn tê bút kia mà quý phái như vậy chứ. Ngon quá. Hay là chị làm đó. Nhưng người làm chính là mình mà. Hay như người nêm nếm là mình. Chị ơi, có gì uống không vậy? Inna, làm gì xô dữ vậy? Để em tự lấy nước được rồi. Nước ở trong tủ lạnh phải không ạ? Giao hàng tới đây. Gì tới? Máy phát điện em nói đó, chắc là tới rồi. Hay quá, chị mới nhìn thấy lần đầu đó. Cái này có cả thiết bị phát điện. Khi ta đạp lên pedal thì chỗ này sẽ chuyển động. Nhờ có diode bán dẫn sẽ chuyển thành dòng điện một chiều mình sử dụng. Nãy giờ mình để ý quá trời không hiểu gì hết trơn. Giải thích cặn kẽ như vậy mà cũng không hiểu hay sao? Nhưng mà trước hết chúng ta cần phải sạc pin cho nó mới được. Đơn giản lắm, chỉ cần đạp lên bàn đạp với em. Còn chị Chu Mâm làm chuyện khác giùm em được không ạ? Nếu hành tây bị hư thì sẽ sinh ra khí metan đó. Vậy sao? Tuy hơi cay mắt nhưng tất cả cũng vì sự nghiệp của máy phát điện. Chị ráng lên nha. Cái mặt giả này thì ghét. Có cần chị phụ gì nữa không hả? Dạ không. Chị biết rồi. Chị kể tiếp đi ạ. Nè, buồn mà cứ nín hoài sẽ bể bàng quang cho con coi. Ina đi rồi, để chị đạp phụ em nha. Có được không đó? Biết là rất mệt nhưng hai chị hãy ráng lên đi. Đạp chậm hơn hồi nãy nhiều lắm đó. Chậm hơn hồi nãy là đúng rồi. Đạp không nổi thì xuống đi. Được rồi, nhanh hơn một chút nữa. Suốt buổi tối hôm đó, rốt cuộc mình đã vì cái gì mà phải cực khổ đạp xe đạp chứ. Rốt cuộc thì cũng chỉ được cái đẹp trai. Nhưng nó toàn sai con gái làm. Anh nói đi nghỉ mát với gia đình mà. Sao đã về rồi? Có vài chuyện đột xuất xảy ra. Anh đi chơi có vui không vậy? Chán thấy mồ. Còn em thì sao? Thật sự thì cũng không có gì vui. Vẫn còn thời gian đó. Em muốn làm gì không? Mình uống cà phê rồi tính. Lạnh quá, vô xe ngồi đi.